đảng ủy công an trung ương vừa phối hợp với bộ biên tập tạp chí cộng sản và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức tòa đàm tình cảm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân với đồng chí cố tổng bí thư nguyễn phú trọng trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an phó giáo sư tiến sĩ lê hải bình tổng biên tập tạp chí cộng sản phó giáo sư tiến sĩ vũ trọng lâm giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đồng chủ trì tòa đàm tại điểm cầu công an tỉnh bình dương đại tá nguyễn văn dực phó giám đốc công an tỉnh cùng cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị cùng dự Phát biểu đề dẫn, đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hải Bình, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, gần 60 năm hoạt động cách mạng phong phú, bền bỉ, giáo sư Tiến sĩ Cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với trí tuệ uyên bác sắc sảo đã để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hệ thống tư tưởng và lý luận quý giá về con đường cách mạng Việt Nam trong thời đại mới, kiên định vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhà tư tưởng Nguyễn Phú Trọng, ngọn cờ lý luận của đảng đã làm sáng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam về vai trò của đảng Cộng sản về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trung tướng Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhận định nội dung của 54 bài viết đăng ký yếu và 9 ý kiến phát biểu tại tòa đàm là hết sức tâm huyết, sâu sắc, đa dạng, toàn diện, thể hiện những tình cảm của lực lượng Công an nhân dân với Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương phải quan tâm quán triệt quan điểm chỉ đạo của cố tổng bí thư nguyễn phú trọng về chỉnh đốn đảng về xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ